in the sky, gazing far into the night. I raise my hands. Thì bây giờ mình đang ở Lăng Minh Mạng. Thì mình mua một cái vé combo như thế này là mình đi coi hai lăng, là Lăng Minh Mạng với Khải Định với lại Đại Nội. Thì cái combo này là 280.000. Đợi cho những người ta du lịch vô trước, sau đó mình sẽ vô. Mà trời quá nóng cho nên hay đi phải mặc đồ như thế này đó, và mang theo đồ. Tại nếu mà người ta không cho mặc đồ sát nát vô thì mình cũng có cái áo tay dài để mình chồng vô, nhưng mà nóng quá không có được mặc mấy cái đồ mà có tay á, là mồ hôi nó nóng á, dễ nhạy ra đó. Vậy mình đi vô trong. Tính đợi cho mấy cái người đó đó, thấy không? Tại đó có một đoàn du lịch đi vô mà nó đông quá, mà mình đứng đợi để mà mình chụp cái tấm hình ngay cái đợt này mà cũng không được. Thì sau khi ra khỏi lăng á thì mình sẽ đi xuống hướng này, đang như là ra bờ sông hay gì đó. Đó là cái cổng ngay đây nè, đi cực kỳ luôn. Những cái cổ gì á, mình đi. Giờ mình sẽ đi thẳng ra hướng đó. Hiện tại thì mình đang ở Lăng Khải Định. Thì cái kiến trúc đây rất là đẹp luôn, theo kiểu như nó cổ kính hơn Lăng Minh Mạng đó. Thì hai bên lúc nào cũng sẽ có một dãy như thế, voi ngựa với lại quan văn võ, và đây là cái khung cảnh của nó. Cảnh mà nhìn từ lăng ra á tuyệt vời luôn, trời khỏi nói, đẹp quá trời đẹp luôn đó.
eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand.